Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quách Stock. Thì trong video ngày hôm nay, Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường ở thời điểm hiện tại và sẽ trả lời cho anh chị một số câu hỏi như sau. Với việc là anh chị vẫn đang thắc mắc là liệu nếu ngày hôm nay anh chị không mua hoặc là không vào lệnh thì liệu phiên giao dịch ngày mai hoặc là những phiên giao dịch sắp tới thì chúng ta còn cơ hội để vào lệnh nữa hay không, và những cái điểm vào lệnh như vậy nó có an toàn hay không trong giai đoạn sắp tới. Thì Thành tin chắc rằng đây là cái câu hỏi mà nhiều anh chị em quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại, bởi vì cái tâm lý của anh chị em khi khởi đầu một cái tuần này chúng ta đã bị tác động rất là nhiều sự kiện, bởi đâu đó là chiến tranh nè, hoặc là đâu đó là việc giá dầu biến động liên tục nè đó, thì những cái biến động mạnh ở trên thế giới hoặc là với các cái thị trường chứng khoán khác nó cũng làm tác động tới cái tâm lý của chúng ta ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Đó, thì đương nhiên điều đó là điều mà anh chị lo ngại lo sợ, là cái điều mà Thành đồng ý. Việc chiến tranh nó ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán là cũng là một cái điều Thành rất là đồng ý. Nó sẽ tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán. Tuy nhiên đó là sẽ là những cái yếu tố mà nó sẽ tác động cho chúng ta trong trung và dài hạn nếu thật sự nó diễn ra một cách mạnh mẽ và mạnh liệt. Còn nếu ở trong giai đoạn ngắn hạn thì các cái thị trường hoặc là các cái chỉ số thường sẽ có cái xu hướng là trái chiều với nhau, đôi khi nó sẽ có những cái xu hướng trái chiều với nhau, nhưng mà về trung và dài hạn thì nó vẫn sẽ cho cái tín hiệu đồng thuận với nhau. Vậy nên nếu mà chúng ta đã xác định là nhịp này chúng ta đánh ngắn, đánh lướt sóng, thì chúng ta cũng không cần bị áp lực quá nhiều bởi những cái tín hiệu đó, thì thay vào đó chúng ta cứ tập trung vào những cái diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại. Nếu mà thị trường cho cái tín hiệu tốt, tín hiệu thuận lợi thì chúng ta vào lệnh, còn nếu mà thị trường không cho tín hiệu tốt thì chúng ta tạm thời chúng ta đứng ngoài và chúng ta chờ đợi những cái giá tốt hơn, những cái vị thế tốt hơn. Và nếu mà anh chị quá sợ những cái tín hiệu đó hoặc là những cái dữ kiện đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là đánh với một cái số vốn ít lại để mà chúng ta kiểm soát cũng như là quản trị rủi ro trong những giai đoạn sắp tới. Đấy, thì đó là cái vấn đề mà Thành muốn chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay, và sẽ chia sẻ một số cơ hội đầu tư cho các anh chị trong những phiên giao dịch sắp tới. Thì làm sao Thành xác định được là trong phiên giao dịch ngày mai chúng ta còn có thể mua và còn có thể đầu tư được? Thì chúng ta phải xác định được một cái vấn đề là anh chị phải xác định được vị thế của anh chị ở thời điểm hiện tại là đang ở điểm nào, đang ở vùng nào. Anh chị lưu ý ha. Thì anh chị phải xác định được điều đó. Thành lấy ví dụ đi, đây là một cái chu kỳ tăng giá của của một cái thị trường chứng khoán, đúng không? Thì nó sẽ có 4 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn tăng giá, giai đoạn tăng trưởng. Sau đó kết thúc giai đoạn tăng trưởng thì nó sẽ có một cái sự chuyển giao, đó là nó qua một cái giai đoạn phân phối. Thì phân phối xong hàng thì nó bắt đầu rơi vào giai đoạn downtrend, giai đoạn suy thoái. Và suy thoái xong rồi thì nó bắt đầu tái tích lũy lại, hay gọi chính xác là tạo đáy. Thì nó tạo đáy xong nó lại tiếp tục tăng trưởng trong những giai đoạn tiếp theo. Thì đó là một cái quy trình, và quy trình này nó kéo dài khoảng 4 năm. Thì với một cái quy trình này thường nhà đầu tư họ thường sai ngay ở 2 điểm này nha. Ở đây Thành đang nói trên một cái quy trình lớn nha. Ở trong một cái quy trình lớn như vậy thì một chu kỳ lớn thì họ thường sai ở 2 điểm này. Thì tại sao họ sai ở 2 điểm này? Thì thứ nhất là họ sai ở đây bởi vì sao ạ? Họ không gọi là xác định được chính xác rằng là liệu cái vùng này tích lũy để lên tiếp hay là phân phối cho một cái nhịp downtrend. Thì đương nhiên anh chị đi tới cái nhịp này thì anh chị mới biết nó là phân phối, chứ tại khi mà chúng ta đứng trong cái thời điểm này nè thì chúng ta sẽ không nhận ra được đâu. Và đây là điều mà anh chị nào mà trải qua được ở trong giai đoạn năm 2022 là chúng ta sẽ nhận thức rất rõ về vấn đề này. Tiếp theo là nó ở trong giai đoạn trong giai đoạn tái tích lũy, đúng không? Chúng ta không biết là nó đi ngang như vậy để rồi nó lên, hay là nó đi ngang như vậy để rồi nó rơi tiếp ở trong giai đoạn sắp tới. Thì đây là cái điều mà phần lớn nhà đầu tư cũng không nhận ra được, và điều này nó đã diễn ra ở trong giai đoạn năm 2019, và sau đó nó sẽ là cái sự bùng nổ ở trong giai đoạn năm 2020, 2021 và kể cả đầu năm 2022. Đó, thì đó là cái vấn đề của nhà đầu tư chúng ta. Phần lớn nhà đầu tư trên thị trường đều mắc phải một cái vấn đề như thế. Và thêm vào đó nữa, khi mà chúng ta đi chi tiết hơn và ngắn hạn hơn thì phần lớn Thành tin chắc rằng là nhà đầu tư của mình ở trên thị trường này đều đầu tư theo xu hướng ngắn hạn, chứ ít ai mà đánh theo xu hướng trung và dài hạn ở trong xuyên suốt cái giai đoạn vừa qua, đúng không? Đó, có những lúc mình vẫn muốn đánh theo trung và dài hạn, nhưng đó là những cái điểm không hợp lý. Tức là sao? Tức là sau nhiều lần bị chốt non, bị bán non rồi thì mình mới có cái tư duy đầu tư dài hạn, đầu tư trung hạn hoặc là mua nắm giữ cổ phiếu. Nhưng mà tại cái lúc mình mua nắm giữ cổ phiếu thì giá cổ phiếu nó đã tăng x2 thậm chí x3 từ cái vùng đáy rồi, thì liệu lúc đó có phải là một cái giá thuận lợi để mua nắm giữ trung hạn nữa hay không? Đó, thì đó cũng là một cái vấn đề tiếp theo ha. Rồi, khi mà xét về ngắn hạn chúng ta sẽ luôn bị nhầm lẫn ở những cái điểm này, luôn bị nhầm lẫn ở những điểm này. Anh chị lưu ý đây là cái vấn đề rất là lớn nha. Nhầm lẫn như thế nào? Thì nếu mà xét về ở trong giai đoạn trước nữa, ở trong giai đoạn trước nữa thì trước khi mà chỉ số mà nó giảm, nó tăng lên được như vậy thì có phải là trước đây là một cái giai đoạn tích lũy, đúng không? Và trước cái giai đoạn tích lũy này thì nó gì ạ? Nó là một cái giai đoạn gì? Downtrend đúng không ạ? Nó là một cái giai đoạn downtrend ở trong giai đoạn trước đó. Đó thì khi mà nó có một cái nhịp hồi lên như vậy và nó bắt đầu điều chỉnh như thế này thì liệu có ai nghĩ được rằng, có ai đánh giá được rằng đây là cái nhịp hồi, cái nhịp điều chỉnh để rồi nó tăng tiếp một con sóng nữa, hay là nó thị trường nó đã bước vào uptrend hay chưa, đúng không ạ? Đó, không ai hình dung được cái vấn đề này từ giai đoạn ban đầu. Chỉ khi nào nó xảy ra một cái nhịp tăng tiếp theo hoặc thậm chí nó vượt cái vùng đỉnh này thì chúng ta mới nhận ra được cái điều đó thôi. Đó thì chúng ta thường sai ở những cái vùng này, đó là cái vị thế và cái điểm mua của mình đôi khi nó không tốt. Đương nhiên lên vùng này anh chị mua, anh chị vẫn có lợi nhuận, Thành không phản bác cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cần phải xác định rõ cái điểm chúng ta là ở thời điểm nào, để những cái vùng nhạy cảm như thế này chúng ta biết là chúng ta đang đứng đâu và chúng ta sẽ hành động như thế nào trong giai đoạn sắp tới cho nó hiệu quả, anh chị lưu ý ha. Rồi tiếp theo thì anh chị thấy ở đây cũng là một cái nhịp điều chỉnh đúng không, tăng lên nhịp điều chỉnh, thì tới những vùng này nhà đầu tư vẫn nghi ngờ, họ nghi ngờ liệu đây là nhịp điều chỉnh cho gì ạ, cho tín hiệu gọi là tín hiệu downtrend, hay là gì một nhịp điều chỉnh để nối tiếp uptrend ở trong giai đoạn phía sau. Đó thì phần lớn nhà đầu tư họ sẽ nghi ngờ vùng này, rồi sau đó khi nào gì ạ, khi nào nó vượt đỉnh mà nó tăng lên tiếp thì nhà đầu tư họ mới mua mà thôi. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta thấy là ở vùng đỉnh đi, ở vùng đỉnh đó, trong giai đoạn phân phối này như nãy Thành có nói đúng không, không rõ là nó tích lũy đi ngang để tăng tiếp hay là nó phân phối và chuẩn bị cho một cái đà rơi. Và sau khi rơi như vậy nè, trong cái nhịp rơi đầu tiên nè, anh chị lưu ý ha, trong cái nhịp rơi đầu tiên đó, trong nhịp rơi đầu tiên thì nó cũng giống như nhịp tăng đầu tiên thôi. Trong nhịp rơi đầu tiên nhiều nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ và không biết là liệu nhịp này nó là nhịp điều chỉnh của gì ạ, của một cái xu hướng tăng trước đó, hay là nó gì ạ, nó là một cái nhịp khởi đầu cho xu hướng downtrend, xu hướng giảm sau này. Đó thì đây cũng là một cái vấn đề của nhà đầu tư của mình. Và tiếp theo đó là khi một cái nhịp hồi này lên, khi mà chúng ta thấy ở thị trường nó giảm mạnh, nó rơi mạnh quá rồi, nhưng mà nhà đầu tư mình vẫn còn nghi ngờ đúng không, tới vùng này thì mình cũng vẫn còn nghi ngờ, mình nghi ngờ cái nhịp này không biết nó là nhịp hồi kỹ thuật hay nó là một cái gì ạ, nó là một cái nhịp chuyển tiếp và chuyển đổi và gì ạ, đảo chiều sang nối tiếp cái xu hướng tăng trước đó của thị trường chung. Đó thì nó sẽ có những cái thời điểm như vậy. Thì ở thời điểm hiện tại anh chị cũng cần phải xác nhận được cái điều đó ha, anh chị lưu ý ha. Ở thời điểm này thì anh chị cũng cần xác nhận được cái điều đó, là chúng ta xác nhận thử xem là ở cái thời điểm này chúng ta đang đứng trong cái giai đoạn nào. Thì chúng ta đang đứng trong giai đoạn gì ạ? Khởi đầu của một con sóng giảm trung hạn, anh chị lưu ý ha. Điều này Thành đã nói với anh chị rất là nhiều trong những cái video trước rồi. Anh chị nào mà hay xem video của Thành thì có thể là cũng sẽ nắm bắt và chú ý được những cái điều đó. Thì đây là cái xu hướng tiếp theo của thị trường, đây là xu hướng trong trung hạn anh chị nhé. Và bây giờ thị trường nó đang khởi đầu cho một cái nhịp hồi kỹ thuật trong một cái xu hướng tăng trong trung hạn. Đấy, và khi mà anh chị xác định được đây là nhịp hồi kỹ thuật và nó chưa hồi bao nhiêu hết, và mình xác định cái vùng hồi của nó có thể lên đến các mốc như sau. Ví dụ là mình lấy cái là cái đáy ngắn hạn ở đây đi, thì nhịp hồi của nó có thể là lên các mốc như là gì ạ, 0,618 là quanh 1.163 điểm, hoặc là 0,5 là quanh 1.180 điểm, hoặc là 0,382 là quanh 1.200 điểm. Thì với ba mốc này, cái xác suất mà chỉ số nó hồi lên quanh vùng này sẽ rất cao, nên là Thành sẽ lấy cái mốc trung bình đó là quanh 1.180 ở trong giai đoạn sắp tới. Vậy nên là chúng ta thấy là cái dư địa ha, cái dư địa để mà chỉ số có thể là hồi phục lên ở trong giai đoạn sắp tới nó sẽ rất là cao. Đấy, thì nó đâu đó khoảng 5%, mà thị trường mà đã hồi được 5% thì cổ phiếu của anh chị nó phải hồi ít nhất là 10%, 10% cho tới 15% ở trong những giai đoạn tiếp theo. Đấy, vậy nên nếu anh chị chọn đúng cổ phiếu thì anh chị vẫn có thể là kiếm được lợi nhuận, hoặc anh chị đang bị kẹt hàng thì anh chị vẫn có khả năng, vẫn có cơ hội để anh chị cơ cấu lại ở trong giai đoạn sắp tới, và anh chị cải thiện cái cách đầu tư của mình cho nó hiệu quả hơn ở giai đoạn tới. Rồi đây là về xu hướng trung hạn của thị trường. Rồi mình sẽ đi tiếp về xu hướng ngắn hạn. Thì tới đây nhiều anh chị có hỏi Thành thì làm sao biết được là nó xác nhận vào xu hướng tăng, lỡ mai nó quay đầu nó rơi tiếp thì sao? Chúng ta hãy nhìn về ở khung đồ thị 1H. Thì ở khung đồ thị 1H nó đã hoàn thiện tín hiệu phân kỳ dương rồi. Đây, anh chị thấy là từ vùng này nó đã hoàn thiện tín hiệu phân kỳ dương rồi, và nó đã vượt cái chản chéo này luôn rồi, đúng không ạ? Đấy, nó đã vượt cái chản chéo này luôn rồi, thì xác suất gì ạ? Đấy, anh chị thấy là nó vượt nè, nó tích lũy đi ngang nè, rồi nó lại vượt tiếp nè. Thì từ đó cho chúng ta thấy là cái nhịp hồi này vẫn đang rất là mạnh, và MACD ở 1H đang cắt lên và hướng lên rất mạnh, động lượng vẫn đang tăng rất mạnh ở thời điểm này. Thì xác suất nhịp hồi đi lên trong những giai đoạn sắp tới là vẫn sẽ có. Nên là cá nhân Thành thấy đây là những cái tín hiệu khởi đầu của nhịp hồi. Nếu mà anh chị nào bắt nhịp sớm thì phiên ngày mai hoặc là thậm chí phiên tiếp theo anh chị vẫn có cơ hội để vào hàng. Đương nhiên vào hàng ở đây thì anh chị bắt buộc là phải chọn lựa và chọn thật cho thật là kỹ, chứ mình không có ưu tiên là cổ nào mình cũng vào được, cổ nào mình cũng mua được. mình cũng không có kỳ vọng là ở thị trường tăng thì trường hồi như vậy tất cả cổ phiếu sẽ lên. Đương nhiên điều đó sẽ đúng trong giai đoạn uptrend, nhưng nếu trong giai đoạn downtrend hoặc là trong cái nhịp hồi đó, trong nhịp hồi thì không cổ phiếu, phần lớn các cổ phiếu cũng sẽ có xu hướng là đi ngược so với thị trường, cũng sẽ có cái điều đấy. Nên là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý, đặc biệt là nó đang trong nhịp hồi mà, đúng không ạ? Đó thì anh chị nào có đầu tư thì mình sẽ lưu ý lại cái vấn đề đó ha. Và 4 nhóm ngành Thành luôn lưu ý và luôn cho mọi người đầu tư ở thời điểm hiện tại, đó là chứng khoán, đó là thép nè. Sorry mọi người, 5 nhóm ngành ha: chứng khoán, thép, bất động sản, đầu tư công và dầu khí. Đó là 5 nhóm ngành mà Thành luôn cho mọi người đầu tư ở trong thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ đi lại 5 nhóm ngành này xem cái cổ phiếu nào còn cái điểm mua, còn điểm vào lệnh trong giai đoạn sắp tới, anh chị lưu ý ha. Rồi, trước tiên thì khi mà mình phân tích cái cổ phiếu này thì Thành cũng nói trước luôn là do mình lướt sóng ngắn hạn, mình đánh nhịp hồi kỹ thuật, nên là mình chỉ ưu tiên gì ạ? Đánh khung đồ thị 1H anh chị nhé. Còn nếu mà đánh theo những tín hiệu ở khung đồ thị ngày á thì nó sẽ bị trễ và nó sẽ rất là dễ bị rối cho anh chị trong cái quá trình xử lý cái cổ phiếu của mình. Nên là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý. Thì trước tiên chúng ta đi vào đó là về cổ phiếu hoa sen, thì chúng ta thấy là hoa sen nó đã vượt qua cái cản chéo rất là tốt ở thời điểm hiện tại, đúng không? Đấy, thì nếu mà anh chị nào sợ là không biết cái cổ phiếu này nó có thể hồi lên được bao nhiêu trong giai đoạn sắp tới, nên là cái vùng này chắc chắn là mình không dám mua nè. Có nghĩa là mình thấy nó vượt qua rồi và nó hồi lên được 4-5 phiên rồi, một đoạn rồi. Có nghĩa là nó hồi lên được một đoạn từ cái điểm vượt đi. Thành sẽ đo từ cái điểm vượt nha. Lên đây thì nó đã hồi đó khoảng được gần 4% rồi. Tức là nó cách điểm mua khoảng 4%. Thì lúc này anh chị sẽ sợ và anh chị không dám mua, đúng không ạ? Và sợ nữa là sợ rủi ro T cộng. Thế cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây á là gì ạ? Mình đo thử coi là nếu mà nó hồi lên á thì nó sẽ hồi lên được bao nhiêu để mình không bị sợ và mình không bị hoang mang và mình có cái chiến lược phù hợp cho mình. Đấy, thì anh chị phải xác định được là nếu trong trường hợp nó hồi thì ba mốc mà nó hồi lên là quanh đâu đó khoảng 20.2 hoặc là đâu đó khoảng 21 hoặc là 21.6. thì nếu mà nó hồi lên những cái vùng này, cái vùng trung bình, Thành chỉ lấy vùng trung bình để cho mọi người dễ tính, thì vùng trung bình thì anh chị cũng có được cái lợi nhuận khoảng 10% kể từ giá mua hiện tại, tức là lên quanh lại giá 21. Vậy nếu trong trường hợp anh chị mua ở đây thì cái phần stop loss của anh chị nó nằm ở đâu? Thì phần stop loss của mình nó sẽ nằm bên dưới này. Khi nào nó thủng giá 18 thì mình sẽ stop loss đó, và cái mục tiêu mình sẽ hướng đến đó là quanh giá 21. Thì ở đây anh chị chú ý cho Thành, nếu anh chị lãi được 8%, còn nếu anh chị lỗ khoảng 6.8 cho tới 7%. Thì trong cái trường hợp này lợi nhuận trên rủi ro của mình nó sẽ rơi vào rổ đó khoảng 1.27, tức là nó lớn hơn 1, tức là lợi nhuận đang lớn hơn rủi ro. Và khi mà đầu tư trong nhịp hồi thì chúng ta chỉ cần con số này lớn hơn 1 là anh chị đã đầu tư được rồi. Mình không thể đòi hỏi là nó lớn hơn 2, lớn hơn 3 được anh chị nha. Tại vì mình đang đánh trong nhịp hồi thì mình phải chấp nhận một cái mức độ rủi ro nhất định. Ở thời điểm nào của thị trường bắt buộc là phải chấp nhận một cái mức độ rủi ro tương xứng, chứ không phải nói là uptrend mình chấp nhận rủi ro 5% rồi downtrend mình cũng chấp nhận rủi ro 5% thôi. Điều đó là hoàn toàn không đúng. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình lưu ý. Đó là cái cách mà Thành chỉ cho anh chị nó đơn giản nhất để mà anh chị xác định là liệu ở thời điểm này mình có mua được hay không. Vì phần lớn nếu mà nhìn vào các cổ phiếu á, thì nhiều cổ phiếu nó đã có tín hiệu xác nhận từ sớm rồi. Và nếu mà bây giờ mua thì chắc chắn nó sẽ khá là trễ, đúng không ạ? Đó, rồi như con Nam Kim đi, Thành sẽ đo cho mọi người ha. Đây, đo cho mọi người nè, nói từ cái đáy nè, đáy ngắn hạn nè, nói lên cái đỉnh nè, đỉnh gần nhất nè. Đó thì anh chị sẽ thấy gì ạ? Thấy ba cái mốc là 20, 20.8 và 21.3. Đấy, thì liệu ở thời điểm hiện tại nó hồi lên mốc trung bình đâu đó khoảng 20.8 thì nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm nữa? Và khi mà stop loss thì mình stop loss ở đâu? Đó, ví dụ nó hồi lên trung bình nha. Ở đây Thành lấy mốc trung bình làm ví dụ. Nên là anh chị nếu mà trong trường hợp cổ phiếu nó tích cực, nó hồi thêm nữa thì ok, đó là cái phần lợi nhuận thêm cho các anh chị. Đấy, nó sẽ tối ưu hóa lợi nhuận cho các anh chị. Còn nếu mà trong trường hợp gì ạ? Đấy, nó không đạt được những mức đó mà nó quay xe thì anh chị thu gọn cái lợi nhuận của mình lại. Đó thì lúc đó ít nhiều gì cổ phiếu mình nó cũng đã lên rồi. Nó đã lên rồi. Đó nên là nó cũng sẽ kiểm soát được cái rủi ro cho anh chị. Và đương nhiên mình phải chấp nhận rủi ro khi mà mình đầu tư trong nhịp hồi đó. Nếu mà nó không đạt được kỳ vọng thì phải xử lý, chứ không phải nó không đạt được kỳ vọng rồi lại cố nắm cố cầm ở cái thời điểm hiện tại nha. Bởi vì nó là cái khởi đầu thôi, và nếu mà khởi đầu thì nó sẽ còn giảm rất là nhiều ở giai đoạn phía sau nữa. Nên là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý. Rồi, ok, chúng ta quay lại câu chuyện nếu mà mua ở thời điểm là giá 20 thì cái mục tiêu chốt lời gần nhất của anh chị sẽ chốt khoảng 4%, nhưng mà nếu cắt lỗ thì mình cắt lỗ hơn 10%. thì liệu cái deal đầu tư này nó có đáng cho các anh chị hay không? Đó, thì chắc chắn là nó không đáng, đúng không ạ? Và nó không đáng gì, bỏ qua, không đánh nữa, đúng không? Rồi, tiếp theo cổ phiếu Hòa Phát. Hòa Phát thì nó đã vượt rồi, đúng không? Và hôm nay là cũng là cái phiên xác nhận của nó. Rồi mình sẽ đo đi, mình sẽ đo coi nó hồi lên được tới đâu. Thế thì cái này Thành sẽ làm chậm chậm và Thành sẽ làm từ từ, để mà anh chị nào chưa biết dùng thì mình có thể dùng ha. Ở thì anh chị có thể về tìm hiểu mà mình dùng thêm. Ví dụ như con Hòa Phát bây giờ có thể hồi lên 26.1 nè, hoặc là 26.7, hoặc là 27.3, thì Thành lấy cái mốc 26.7 ha. Và Thành đo thử xem là nếu mà mua từ giá này mà lên tới đây ở 26.7 là mình sẽ được 4%, đúng không? Mình sẽ được 4%, nhưng mình nếu stop loss, mình stop loss cho stop loss ngay đuôi nến luôn đi. Cẩn trọng là stop loss ngay đuôi nến thì anh chị mất khoảng 5%. Thì coi như cái deal này gần như là gì ạ? Không thuận lợi, không có lợi thế, đúng không ạ? Đó, nên là thôi bỏ qua. Mà con thép thì con HPG nó còn chậm nữa, thì đó kiếm con khác đánh ngon hơn, đúng không? Đó, cái nhóm ngành chứng khoán cũng là một cái nhóm mình được nhiều anh chị quan tâm nè. Và cái công thức này, cái yếu tố này anh chị có thể là sử dụng cho các cái cổ phiếu khác vẫn được nha. Đó, thì tùy vào cái góc độ cá nhân và khẩu vị rủi ro của mỗi người thì mình cứ sử dụng và mình chọn cái điểm đầu tư cho nó phù hợp. Ví dụ con SSI đi. Đó, SSI từ vùng này nó đã hồi lên được 0.5 chưa? Đúng không ạ? Và nếu mà tích cực nó vượt được cái mốc 33.3 thì nó hồi lên được 34.x, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ hồi lên được những vùng này, và đây nó có ngay cái vùng gáp ở phía bên trên nè. Thì có phải đây là cái vùng mà anh chị chốt lời không ạ? Đúng không? Đấy, có phải là cái vùng đây là cái vùng anh chị chốt lời rồi, đúng không? Đó, thì nó đang gần gần cái vùng chốt lời rồi, thì liệu con này có đáng để mình đầu tư nữa hay không? Không, đúng không? Mua mới hay này nọ cái thứ, thậm chí anh chị mua thêm Thành cũng không khuyến khích nha. Thành cũng không có khuyến khích cái hành động mà anh chị mua thêm trong giai đoạn tới đâu, nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng nên lưu ý lại cái vấn đề này giúp Thành. Đó, tiếp theo là con VND nè. Đó, VND là bây giờ là gì ạ? Đấy, bây giờ vượt cản chéo rồi, đúng không? Thì bây giờ mình đo đi, đo lên được tới đâu. Đấy, mà khi anh chị đo như vậy á, anh chị đánh nó sẽ rất là dễ, anh chị cũng chả có cần phải bị tác động tâm lý nữa. Ví dụ là con này nó lên được tới đây 22.3, lên được nữa là 23.1, trung bình, Thành lấy trung bình thôi, thì từ đây lên đây nó chả được bao nhiêu hết. Còn anh chị mua từ đây mà stop loss nó giờ xuống tút bên dưới này thì cái phần stop loss nó phải nó rất là xa, đúng không? Thì thôi bỏ qua đi, tìm cơ hội khác, đúng không ạ? VCI xem thử là nó có gì ạ, nó có tín hiệu tích cực trong giai đoạn tới hay không nha, mình có mua được hay không. Rồi, ok. Đấy, nếu mà đo từ đây thì nó về mức trung bình đó đó khoảng 43.6, đúng không? Nó khoảng 43.6. Thế mình mua ở vùng này. Sorry mọi người. Thế mình mua ở vùng này thì vùng stop loss của mình ở đâu ạ? Đấy, vùng mục tiêu của mình sẽ lên đến đây, thì lợi nhuận của mình khoảng 8% và stop loss của mình đã nằm ở dưới đây, đúng không ạ? Nó nằm ở dưới đây, nó vẫn thấp hơn 1, đúng không ạ? Nó vẫn thấp hơn 1, tại vì sao? Tại vì những cái con này nó đã tăng nhiều ở giai đoạn trước rồi, nó đã lên trước rồi. Chứng là nhóm dẫn dắt mà mọi người, nên là bây giờ tìm điểm mua vào mới thì nó sẽ khá là khó. Đương nhiên sẽ có một số cái cổ phiếu nó chạy sâu trong cùng một cái nhóm ngành chứng khoán, nên là anh chị nếu mà tinh ý hoặc là chọn được hoặc là nắm nhiều cổ phiếu thì anh chị chọn vẫn có cơ hội đầu tư tốt. Còn nếu mà không thì thôi mình bỏ qua, mình đầu tư ngành khác. Và hôm nay là Thành cho đánh cái ngành đầu tư công nha. Anh chị nào trong room, kể cả room cộng đồng của Thành thì cũng sẽ biết Thành cho đánh ngành đầu tư công trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Với các cổ phiếu thì một tí nữa Thành sẽ chia sẻ cho các anh chị. Đó, ví dụ đây nè, nó lên đúng không? Khoảng 32 mấy thì anh chị được 5%, 6%, đúng không? Và nếu mà stop loss thì dưới đây, đó, gần như là tỷ lệ này nó đều dưới 1. Thì những con mà dưới 1 thì thôi bỏ qua. Thì những con này á, thật sự là dành cho những ai có hàng. Thì nếu mà đã có hàng rồi á, thì sao à? Đã có hàng rồi thì sẽ rất là dễ. Đã có hàng rồi thì canh hồi mà bán thôi. Đúng không? Những con này nó đều có tín hiệu hết rồi. Nó đều có tín hiệu là phục hồi hết rồi. Thì bây giờ canh hồi mà bán nó. Con này nó tiến lên gần mốc 0.5 luôn nè. Thì thôi bỏ qua đi, những con này gần như là anh chị khó để mà anh chị đầu tư được ở thời điểm hiện tại. Con này đã lên ngay cái vùng đỉnh rồi thì còn mua gì nữa, đúng không anh chị? Đó thì chỉ có ai mà nắm hàng thì mới lưu ý thôi. Ai nắm hàng thì lưu ý ở thời điểm này thôi. Cái còn mua mới là thật sự là không có ưu tiên ở thời điểm hiện tại ha. Anh chị nào có đầu tư thì cũng chú ý. Đó, con này nó cũng đang có tín hiệu là nó chớm vượt nè, thì mình đo thử xem là con này mình có đầu tư có đánh được hay không. Đấy, thí dụ con này nó hồi lên đâu đó khoảng 29 đi. Nếu mà lên 29 và mua từ vùng này đi, lên 29 thì cái gì ạ? Cái lợi nhuận của anh chị nó đâu đó khoảng 9%, gần 10%. Nếu mà stop loss dưới đây thì anh chị stop loss khoảng 7%. Ok, một mức chấp nhận được, đúng không ạ? Đó, thì nó sẽ thuận lợi hơn cho anh chị đầu tư ở trong những giai đoạn tới. Tiếp theo là nhóm ngành bất động sản đi. Bất động sản thì có thể là sẽ nhiều hơn. Như con Nam Từ Liêm thời đoạn này nó đã hồi rồi, nó đã có tín hiệu hồi rồi và nó gần cái đỉnh cũ thế này rồi thì nên sẽ rất là khó để mà anh chị vào lệnh. Đúng rồi, tiếp theo là mình sẽ vào con, mình sẽ xem thử con Nam Long nha. Đấy, Nam Long là hôm phiên hôm nay xác nhận đúng không? Nam Long là phiên hôm nay xác nhận nè. Anh chị nào mà nhanh tay thì vào phiên hôm nay thì quá ok rồi. Còn anh chị nào chưa nhanh tay mà muốn ngày mai liệu có vào được hay không á, thì mình phải xem xét. Ở nếu mà trong trường hợp ngày mai nó điều chỉnh á, thì anh chị cũng điều chỉnh cái giá vào của mình theo cái mốc, theo cái tỷ lệ này. Nếu mà nó phù hợp, tỷ lệ nó phù hợp thì mai anh chị canh chị vào lệnh vẫn rất là ok, tại vì nó đã có tín hiệu xác nhận rồi. Chỉ sợ ở đoạn này như Thành nói á, chỉ sợ là mình không có cái giá để mình mua thôi. Đó, như con này đi, bây giờ tỷ lệ nó không phải 96, thì nếu mà mai nó chỉnh về đâu đó khoảng 33 thì anh chị cũng phải là anh chị mua, anh chị bắt được đúng không? Đó, tỷ lệ nó khoảng xuống 1.3, đó lợi nhuận thì anh chị khoảng 8%, còn cắt lỗ là khoảng 6.5%. Đó, thì nhìn chung cái tỷ lệ này vẫn chấp nhận được. Đó, tiếp theo là con Vinhome đi. Vinhome thì nó đã rơi một đoạn gọi là có thể nói là rất là sâu ở trong giai đoạn trước rồi đúng không? Thì bây giờ mình xem thử coi là nó hồi lên tới tầm vùng nào ha. Nếu mà nó có hồi thì nó sẽ hồi lên tới tầm vùng nào thì mình sẽ đo thử thôi. Đây, mình đo từ cái đáy này lên cái đỉnh gần nhất đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ lên tới tầm đâu đó khoảng gì? 50 đúng không? 50. Thế bây giờ mình đo thử cái từ cái vùng giá mua này lên 50 đi. Ở đây Thành lưu ý nha, cho những anh chị nào mà chưa rõ cái phần đầu là Thành lấy cái mức trung bình là 0,5 nha. Đương nhiên nó vẫn có thể lên 51.7 nha. Đó, nó vẫn có thể lên vùng này. Nhưng mình lấy cái mức này để mình đừng có quá FOMO. Tại vì khi mà anh chị đo target á, thì có phải là anh chị dựa vào những con nào đó mà nó có target nhiều anh chị đầu tư đúng không? Con nào mà thấy cái mức lãi kỳ vọng nó nhiều á, thì mình mới nạp tiền và mình đầu tư các con đấy. Đúng không ạ? Đó, và ở đây trường hợp này cũng tương tự như vậy. Khi mà anh chị thấy nó còn cái lợi nhuận nhiều quá thì dạy gì mà mình không đánh đúng không? Đó là khi đánh vào như vậy thì không biết là cái điểm này mình có đang mua có thuận lợi hay không, tại vì mình đang nhắm tới một cái mức lợi nhuận nó quá cao đi. Đó, ví dụ như con gì, con Vinhome đoạn này 0,87, nếu mà nó chỉnh được thì anh chị vào, có không chỉnh được thì thôi, anh chị tìm các cơ hội khác. Thật ra nó có rất là nhiều cơ hội trên thị trường, nên là mình cũng không cần phải gì phải quá vội đâu. Nãy giờ Thành lập cho anh chị là như chứng khoán là con CTS nè, đúng không? Chứng khoán còn CTS, bất động sản thì nãy giờ Lộc chưa ra, chưa có, thì mình bắt buộc là mình phải theo dõi thêm coi còn con nào Lộc được đánh được cho cái giai đoạn tới không thì mình sẽ lọc ra. Đây, ví dụ là BDR đi, thì bây giờ nó lên đây nó còn một tí nữa thôi là nó chạm mốc 0.5 rồi, thì liệu có đầu tư được ở thời điểm hiện tại hay không? Chắc chắn là không đúng không? Chắc chắn là không. Đấy, thì mình sẽ tìm các cơ hội khác, hoặc là Novaland. Đấy, Novaland đoạn rồi giảm rất là mạnh nè, và đoạn này Thành thấy là đang có tín hiệu phục hồi nha. Anh chị nào đầu tư thì lưu ý đi ha. Lưu ý nó lại dần là vừa đó, Thành thấy là nó đang có tín hiệu phục hồi rồi đó. Đó, ví dụ là đo lên vùng đỉnh nè, ví dụ là hồi lên được, hồi lên đâu khoảng 17.8 đúng không? Thế bây giờ đo thử đi. Nếu mà mua vùng này chắc chắn anh chị lãi đúng không ạ? Chắc chắn lãi đúng không? Nếu mà lên 0.5 là chắc chắn anh chị lãi rồi, đúng không ạ? Và stop loss rồi không? Stop loss khi mà nó thủng cái này đúng không? Thủng 13.5 đúng không ạ? Đó, stop loss là 5%, lãi 20% đánh đúng không ạ? Đánh chứ đúng không? Đó, ví dụ như bất động sản, ai thích bất động sản đánh Novaland. Đấy, rồi ok, tiếp theo là con gì ạ? Con SCR đúng không? SCR đoạn này nó vẫn đang vùng tạo đáy. Và nhìn chung cái nhóm ngành nó lên á, thì tất cả các cổ phiếu trong ngành nó sẽ lên hết thôi. Đó, nên là anh chị nào có đánh thì anh chị có thể là lưu ý. Ví dụ mình đo sóng tăng của con này thử xem. Đó, nó như thế nào. Đấy, lên lại vùng này đúng không? Thì hồi lên nó sẽ hồi lên lại quanh giá 8. Thế bây giờ mua vùng này có lãi không? Đúng không? Mua vùng này tỷ lệ nó chấp nhận được đó 14% đúng không? Còn nếu mà lỗ thì sao? Lỗ thì lỗ bao nhiêu? Đấy, xem thử ha. Đó, lỗ bao nhiêu? 3% thôi, chấp nhận được đúng không ạ? Đấy, có thể chơi đúng không? Đấy, đất xanh ở thời điểm hiện tại đo thử xem ha. Đó, đất xanh là đoạn này Thành đang đánh nè, tại vì nó giảm sâu nó Thành đánh thôi. Đó, giảm sâu cơ bản doanh nghiệp nó chả có ảnh hưởng gì hết, thì cứ tìm con nào giảm sâu nhất mà đánh. Đấy, doanh nghiệp tốt là được. Đó, lên đâu đó khoảng 19.8 đúng không? 19.5, 19.6 gì đúng không? Đó, thế bây giờ mình đo thử xem từ cái vùng giá này nè. Đo lên đây thử đi. Được bao nhiêu ạ? 13% đúng không ạ? Và nếu mà thủng bên đây stop loss khi thủng 16 là đâu đó khoảng 7% đúng không? Tỷ lệ vẫn rất là ổn để mình chị đánh đúng không? Đó, thì gì nào có đầu tư thì lưu ý. Đó, ví dụ như DIG đi. DIG mình cứ đo thử đi. Đo từ vùng dưới này nè. Đo lên đây. Đúng rồi, đo lên từ vùng dưới là đo lên đó, thì từ con này nè. Đấy, lên mức 0.5 là chúng ta được bao nhiêu ạ? 10% đúng không? Nếu mà stop loss khi thủng cái này thì đâu đó khoảng 10%, thì tỷ lệ nó là 11, thì ok, chấp nhận đánh được đối với cổ phiếu DG này. Còn như con HDC đi. HDC ở thời điểm hiện tại thì xem như thế nào nhé. Con này hồi đấy cũng là một cái cổ phiếu khỏe đấy, một cái cổ phiếu khỏe của nhóm ngành bất động sản đấy. Nhưng mà nó cũng là những cái doanh nghiệp mà mang tính chất có hơi hướng là điều tiết. Là khi mà nó lên thì nó sẽ lên rất là nhanh, và khi nó giảm cũng tương tự như vậy. Đó, anh chị nào có đầu tư nhiều thì mình sẽ thấy. Con này tỷ lệ nó dưới 1 rồi ha, dưới 1 rồi thì thôi bỏ, không đánh được. KDH đi, KDH ở thời điểm hiện tại vừa rồi cũng có cái nhịp hồi rất là tốt nè. Nhưng mà con này nó cũng khá là cô đặc, anh chị lưu ý ha, đánh nó thì nó cũng khá là cô đặc. Nên là ví dụ là anh chị nào mà có đánh mà theo hội nhóm, theo đội lái này nọ cái thứ á, thì đánh sẽ dễ. Còn nếu mà không thì cứ tìm các con khác để mà đánh. Con này nó khá là gần rồi anh chị ha, khá là gần cái mốc 0.5 rồi. Đó, tỷ lệ nó còn thấp hơn 1 nữa, mà stop loss thì stop loss xa quá. Nên là thôi, con này bỏ qua nha. KDH thì bỏ qua. CEO đoạn này đánh được nha. CEO vừa rồi Thành có cho bắt ở cái vùng 16 cho tới 18 đó. Anh chị nào có bắt được thì đoạn này rất là ok ha. Đoạn này yên tâm lắm ha. Còn mai xem có bắt được không không. Mai thì kỳ vọng nó lên tầm 20. 20 thì đây stop loss khi mà thủng 11. Ok, tỷ lệ chấp nhận được, chơi được ha. EDJ Thành không đánh nha. EDJ hàng đầu cơ Thành bỏ qua nha. Anh chị nào có đánh thì lưu ý giúp Thành nha. Rồi, đầu tư công VCG đúng không? VCG thì bây giờ mình đo thôi, đo cái từ đây lên đây coi là cái nhịp hồi nó có thể lên được đâu, quanh 26 đúng không? Đây nó đang khá là gần rồi thì thôi sao à, bỏ qua đi, tìm cổ phiếu khác mà đánh. Đó, mình cũng không cần phải vội đâu. Đằng này anh chị cứ vội cứ vào những con mà nó đã tăng rồi thì mình cũng trả được gì hết. Anh chị lưu ý cái đó ha. Mình trả được gì hết mà mình ra vào đôi khi nó lại tốn phí nữa. Anh chị lưu ý nha. Đoạn này đánh nó còn tốn phí nữa nên là mình phải chọn cái điểm vào cho nó chuẩn chuẩn một xí. Đấy, ví dụ giờ như cái này con này nó có 0.5 thì thôi đánh làm cái gì đúng không ạ? Đấy, đấy, những con như này, những cái điểm mua mà nó thụt xuống vùng này á, thì may ra gì? May ra canh gom được đúng không ạ? Quanh 15 thì anh chị còn canh gom được, chứ còn lên trên đây thì gì à? Nó rất là thấp đúng không? Đó thì anh chị nào có đánh thì mình nên lưu ý lại vấn đề này. Rồi, HHV nó hồi muốn gần lên đỉnh rồi thì thôi bỏ qua đi ha. Những con mà nó hồi lên gần như vậy thì thôi bỏ qua, tìm con khác. Không thiếu cơ hội cho anh chị đâu. Quan trọng là anh chị cái con mà nó đánh được á thì anh chị có thích hay không. Thường là tâm lý mình là mình thích những cái con mà nó đã tăng rồi, nó đã tăng mạnh rồi thì mình cứ nhảy vào mình đầu tư những con đó thôi. Nhưng mà cơ bản là nó đã tăng mạnh rồi thì cái điểm mua của anh chị nó đâu còn được tốt nữa. Ví dụ như những con này nè, điểm mua vẫn còn rất ok nhưng mà mình lại không đánh, mình lại bỏ qua đúng không? Tại vì nó không có nằm trong cái danh sách theo dõi của các anh chị, hoặc là nó không nằm trong cái hoặc là cái watchlist những con mà anh chị quan tâm, nó nên là anh chị bỏ qua đúng không? Nhưng mà cơ bản nó đánh vẫn rất là ok. Đấy, cái điểm vào này nọ, biên lợi nhuận của nó vẫn rất là ổn chứ không có vấn đề gì hết. Đấy, nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng lưu ý lại. Rồi, ok, con này nó lên đây nó được khoảng 5% đúng không? Đó, stop loss thì stop loss dưới đây. Đấy, thì nếu mà câu chuyện muốn đánh thì phải gì ạ? Dịch nó xuống, dịch chuyển nó xuống một tí. Đúng không ạ? Đấy, dịch chuyển cái điểm mua xuống một tí, tầm đây, tầm 12.5 là mua ok, đúng không? Đó thì nó giảm bớt cái rủi ro cho mình thôi. Đó, giảm bớt cái rủi ro cho mình trong cái giai đoạn tới thôi. Đó, như CI đi. CI là một cái con mà dư địa rất là nhiều nè, mà rất nhiều anh chị lại không đánh tại vì sợ chủ tịch bán ra này nọ các thứ đúng không? Đấy, nhưng mà dư địa nó rất là nhiều, nó lên tầm 20.9 lận. Mà trong khi đó nè, giá hiện tại của nó đang nhiêu? Đang có 18 mà, lên đây anh chị ăn được đâu đó phải 10 mấy % đúng không ạ? Đó, trong khi stop loss gần, rất là gần luôn, có 6% thôi. Thì anh chị thấy là những con ngon như vậy á, thì mình lại bỏ qua, mình sợ cái này sợ cái kia. Thành nói thật á, nếu mà ở thời điểm hiện tại đầu tư theo tin tức là gần như không có con nào đầu tư được hết. Tại vì con nào nó cũng có những cái tin tức xấu nhất định dành cho nó, và đương nhiên nó bên cạnh đó nó cũng có những cái tin tức tốt. Quan trọng là mình muốn tìm kiếm cái thông tin nào mà thôi ha. Đó là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý. Cái web nó đang bị lỗi một tí, sorry anh chị chờ Thành một chút ha. Rồi ok, để mình qua nhóm dầu á. Nhóm dầu thì hình như là hôm nay không đầu tư được anh chị ạ. Không đầu tư được tại vì nó tăng theo giá dầu rồi, cái điểm mua nó không có thuận lợi. Các cái cổ phiếu dầu nè, điểm mua gần như nó không thuận lợi thôi. Nhóm dầu thì tạm gác qua anh chị nha, tạm gác qua và mình chờ những cái cơ hội mới. Có điểm vào thì anh sẽ báo tiếp cho các anh chị. Rồi ok, chốt 5 nhóm ngành ở đó nha: chứng khoán, bất động sản, đầu tư công, thép, dầu khí. Đó là 5 nhóm ngành chủ đạo để mà anh chị đánh ở trong cái nhịp hồi kỹ thuật này. Nên nhớ là nhịp hồi kỹ thuật, nếu đang kẹt hàng thì canh xử lý cơ cấu danh mục, còn nếu dòng tiền mới thì canh những cái nhóm ngành này để đánh. Anh chị lưu ý cái điều này ha. Rồi ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi đến cuối video, và cũng hy vọng nội dung video này sẽ mang đến nhiều giá trị cho các anh chị và giúp anh chị đầu tư tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Và nếu anh chị quan tâm tới cổ phiếu nào nữa thì cứ bình luận ở phía bên dưới, Thành sẽ hỗ trợ tư vấn, chia sẻ cũng như là trao đổi với các anh chị ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi đến cuối video. Chúc anh chị có một cái buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân, và một phiên giao dịch ngày mai thật là thuận lợi nhé.